Ok, xin chào tất cả em đã trở lại với kênh Duy Khánh em ơi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đấu giá phiên bản công thành chiến ngày hôm nay. Đó là một cái gì đó gọi là khá là hay trong trận công thành chiến hôm nay. Lâm An, Phật Anh được Lâm An ở giây phút bất tử đầu tiên và đã phá vỡ được Biện Kinh ở giây phút 25. Đó là một cái điều đáng hay ở cái trận đánh này giữa Phật của Tứ Hải. Và rất tiếc là ở phút cuối thì AC không thủ được Biện Kinh và Tứ Hải và Phật đã phòng ngự được Biện Kinh nha. Và phút cuối AC di chuyển với Dương Châu và Tương Dương, và thành đôi thì Tứ Hải ăn thêm một thành và cướp có cho mình Phường Tường và Đại Lý nha mọi người. Ok, và không để chờ đợi mất thời gian của em, bây giờ chúng ta sẽ đấu giá nha. Nhân 20 500 xu đó. Rồi phòng 8 năm ơi, phòng 8 năm ơi. Em cầm mặt tiểu phục đánh dê bỏ vào lạng lắc gì 20 túi, 20 túi lỡ bao con thành chiến em ơi. 20 túi lỡ bao con thành chiến em ơi. 500 xu lên em ơi. Phi phong của em ơi. Hôm nay bên Tứ Hải đưa mình thêm 70 nha năm, là mình có 190 túi nha năm. 1k danh tung. 1k là 97% của con năm ngày. Đúng rồi, 97% chính xác. Còn túi xanh là túi đỏ hết. Rồi anh em mua túi xanh luôn. Thời gian đấu giá nè. Túi xanh 150 túi gì Lâm An Nam anh em ơi. Túi xanh 150 túi gì Lâm An Nam chắc lên anh em ơi. Rồi, chắc lên anh em ơi. Rồi mỗi anh em nào mua túi xanh sẽ nhận thêm 2 túi đỏ. Rồi. Cứ một túi xanh nhận được 2 túi đỏ là được 2 ngày anh em, 2 ngày được 20 triệu nữa anh em ơi. Một cái số cho Bảo Anh. Phải giao dịch anh đưa nốt này. À, em nói chọc rương anh Tùng ơi. Đợi em lock ạc con, đợi em xíu em lock ạc. Đợi xíu anh Tùng ơi. Có một con ngựa với hai cái dương có cái gì đó. Ok. Chứ ơi. Em thua anh. Thành đôi nha mua nhà em anh Tùng ơi. Anh lấy đôi nha mua. Em cứ đầu ra đỡ đi đã. Ừ, tại vì em cạnh này không có chỗ chứa anh ơi. À, Lâm An Nam này anh Tùng ơi. Đợi đợi, em có ạc. Rồi, 2k cho anh Tùng anh em ơi. Mình có 190 túi nha anh em. Rồi anh Tùng ơi, đây quỹ văn phận anh Tùng ơi. Lâm An Nam này. Đây, con Gami đây. Rồi chính xác này. 2k lần 2 anh Tùng anh em ơi. Rồi anh xem hôm nay nộp bao thiệp rồi. Chính xác chị em ơi. Rồi chính xác đúng mạng anh ơi. 2 rừng 1 khí chính xác. 2k anh em ơi, 2k anh Tùng anh em ơi. Ai mua túi xanh chắc lên khả nha anh em ơi. Mấy túi xanh chắc lên nha. Rồi 2k không ai lên này anh Tùng. Mày hạ cánh thì tao cứ phải chặn rồi chứ đâu. Lần 3 này anh Tùng ơi. Rồi tiếp tục lần tiếp theo này. Mình 4 cái túi xanh nhá. Ok. Gì anh Tùng mua 4 túi xanh này. Ok anh này. Rồi. 2000 xu nè. Rồi tiếp tục anh em ơi, tiếp tục anh em ơi. Một túi xanh này anh vô thường nè. Chịu khó anh em ơi. Những anh em một túi, hai túi khỏi giao dịch trước cho anh em đi làm việc khác này. Còn em là đấu giá đỡ lại đấu giá chơi anh em ơi. Tiếp tục 20 túi tiếp theo anh em ơi. 500 xu lên anh em ơi. Tiền vàng trả là 3 anh em ơi. 20 túi đầu tiên của anh Tùng, em có đỡ một bên tí giao dịch xong nha anh Tùng ơi. Tùng một bên túi này. Rồi tiếp tục anh em ơi. 2k cho anh Tùng. À, tổng 190 túi, 190 túi. Xin hai túi đỏ. Ok ok, đây anh biết vậy. Rồi, giùm em cái. Rồi, túi đỏ cho túi xanh chắc lên em ơi, Hồng Phúc vô em ơi. 2k lần 2 em ơi. Túi xanh đấu phải, túi xanh đấu luôn chưa? Túi xanh là mua luôn Cường ơi. Lâm An Nam đây Cường ơi. Túi xanh mình nhiều nên là anh em mua 2 túi, 3 túi có hết nha. Lấy cho tôi hai túi xanh nha. Rồi, Lâm An Nam giùm Khải. Cứ hai túi xanh sẽ được hỗ trợ thêm 4 túi đỏ nè em ơi, hoặc là 3 túi đỏ. Rồi. Tại vì mình sẽ được. Rồi chống anh Tùng tuần thứ 2 này. Hai kim này. Tiếp tục anh em ơi. Túi lỡ ba con chiến em ơi. Tuần thứ 2 anh Tùng này, hai kim này. Có 190 túi. Anh em xem thế nào, mình còn thua nó 1700 thiệp này. Giao dịch anh Khánh Đăng ơi. Anh muốn túi xanh luôn nhá. Ok anh Tùng 4 túi xanh rồi, em đợi anh luôn. Chung ơi, có ngoài mua túi mà anh Chung. Một ca đinh đăng. Một ca đinh đăng. Hôm nay đánh thu về khá nhiều anh em ơi. Túi xanh chất lên nha anh em, chịu khó túi xanh chất lên nha anh em ơi. Hai túi xanh liều bố, giao dịch anh ơi. Một túi là 150 xu nha anh em. Hai túi giùm em 300 xu nha. Liều bố giao dịch anh ơi. Bảo Anh giao dịch này, đang giao dịch nè. Một canh năm cho lượt ok. Hai túi nè. Ok. Ô, đang đăng tiền đâu. Ok, đang lại đi đang. Em chấm đánh thêm. Một canh năm lòng 1. Hết sự lóc giờ. Hồng Cường đó, Hồng Cường ơi. Hai kim à? À, hai kim chân Tùng anh em ơi. Hai kim chân Tùng. Anh đi mua đi, mua giùm em túi luôn rồi. Ok, Cường dịch nè. Hai kim lòng 1 em ơi. Ok này. Anh em còn 2 chưa lục thiệp kìa. Hai kim lần 2 cho anh Tùng em ơi. Hai kim lần 2 cho anh Tùng em ơi. Hai ca su, 1 điểm. Rồi, chốt anh Tùng lòng 3 nha em. Tiếp tục em ơi. Anh Tùng 3 túi, 30 lần này.
tiếp tục em ơi, vào tiếng giờ em ơi, hai túi xanh lượng bố giờ lên đây, để hết anh Tùng đi, hai kim hết đi, không anh đạo anh em phải đấu giá không đỡ được anh ơi, anh em nói em chết á, cứ đúng luật là nguyên quý pháp. Rồi hai kim trả hơn hai kim thì lấy. À, tiếp tục hôm trước cũng vậy rồi, anh em đừng nghĩ mọi lắm, cứ đúng luật anh ơi, cho dù. Rồi 2k cho anh Tùng lần 1. 2k lần 1. Tôi lấy đầu à? Tôi lấy đầu à? Lâm An Nam anh ơi. Rồi túi lấy giùm em túi luôn anh chị. Quay nhiều ca bận giật anh ơi, lão đại mới túi anh ơi. Mày một túi đúng không? Một túi nha. Có anh bốn túi mãi chắc không giao dịch anh nhỉ? À đợi anh thấy. Đấy đưa cho tôi hai túi đỏ luôn nha. Em tưởng anh gom một lần. Rồi chốt anh Tùng 2k2 cho Hồng Cường này. Định chốt lần 4 nè em ơi. Để anh còn đưa cho Disney mà. 2k2 lần 1 anh Tùng nè. Hôn cho Hồng Cường nè. Rồi, đây anh Tùng nè. Anh Tùng mấy 4 túi anh Tùng giao dịch anh ơi. 4 túi xanh. Là em đưa cái kia luôn hay sao anh ơi? Đưa luôn ra khỏi chật chỗ nha. Không, không, cứ để tí nữa. Ok, tổng tí nữa. Rồi, 2k2 lần 2. Ok, anh 4 túi nè. Em đưa luôn túi đỏ nè, anh tự chiêu nha. Rồi, chốt cho Hồng Cường một bao nha em ơi. 2k2 đi. Rồi tiếp theo nè anh em ơi, Lâm An Nam luôn Cường ơi, chém một ca vạn dùm băng nha. Mong anh em ra phi phong đánh nhau khỏe anh em. Rồi Hồng Cường 2k2 nè, giao dịch Hồng Cường ơi. Anh Tùng 3 túi rồi, tiếp tục anh em ơi. Rồi 4, 2 xanh 4 đỏ ok anh ơi. 2 kim cho anh Tùng. 2 kim cho anh Tùng anh em ơi. 1k. Hello anh em mới vô nha. Win luôn nha quý khách ơi, win 16 luôn nha anh em. Vừa rồi Khải giao dịch 16 anh Tùng. 2k cho anh Tùng anh em ơi. Alo anh em ơi. Rồi, ai mua túi xanh túi đỏ chắc lên nha anh em ơi. Túi xanh còn khoảng ông xanh còn thế cho anh một túi nữa. Còn anh ơi, quay nhà cao dần anh ơi. Anh quay nhà cao ơi. 2k2 cho pin lù. Còn bao nhiêu túi nữa Khải ơi? Hiện tại bây giờ là còn khoảng khá là nhiều. Nhưng mà để em rồi nha. 130 túi, 130 túi. À bây giờ anh em cứ đấu đi, bình tĩnh còn nhiều. 130 túi. Anh quay nhiều ca, dịch lại cho em quay nhiều ca. 2k2 lần 2 cho pin lù. Rồi đợi từ từ chế xong. Không sáng anh 300 xu anh ơi, 300 xu anh ơi, 300 xu anh ơi. 300 xu quay nhiều ca. Cho anh một cái túi xanh nữa. Ok. Rồi này. Túi xanh mới vài cái túi đỏ. Chốt 2k2 cho pin lù này, pin lù ơi. Hồng Cường giao dịch nãy 2k2 giao dịch chưa? Giao dịch này Hồng Cường ơi, giao dịch chưa ta? Chưa đúng không Cường ơi? Cường ơi. Ồ, ông chạy đâu rồi ta? Ông một tuần 2k2 chưa giao dịch luôn á. Rồi. Nó đi đâu á, nó đi về okay. Rồi, giao dịch Binh Lù, Lâm An Nam, Binh Lù ơi, Lâm An Nam. Để nó khai chốt qua này. Đấy. Rồi, đợi xíu nha anh em, khai chốt này nhá. Anh Tùng 3 này. Hồng Cường 1 này. Pin lù 1 nè, tiếp tục anh em ơi. Còn 1, 2, 90 túi. Đúng rồi, còn 90 túi anh em ơi. Tiếp tục anh em ơi, cái này là còn 90 túi nha anh em. Lên nè anh em ơi, 90 túi anh em ơi. Rồi, đúng 190 túi luôn á. Nãy đóng 100 túi rồi anh em. Còn 90 túi, một ca vàng trả lại băng dùm nha anh em. Rồi, xong cái này pin lù giao dịch lại khai tiếng dạng nha. 2k2 qua nhiều ca. Túi xanh là Quy Phát rồi, mấy túi là Quy Phát giao dịch em Quy Phát rồi. Quý Phát nãy đi đâu? À Quý Phát đi giao dịch rồi mà. Còn ai mua túi xanh nữa em ơi. 2k2 lòng 1 cho quay nhiệt ca em ơi. Cái này mở ra phi phong kỹ năng hình xui em ơi. 2k2 lần 2 cho quay nhiệt ca em ơi. Này mình có 190 túi em ơi. Đóng khoảng 9 túi hơn. 9 túi rưỡi. Rồi chốt quay nhiệt ca này. Binh lù giao dịch là khá là 1 ca dạng binh lù ơi. Anh quay nhiệt ca đang chuẩn bị em 1 ca dạng luôn anh ơi. Tổng ơi, Tổng ơi. Ê. Anh có cái cầm nhẫn nghiệp cốt không? Có. Nghiệp cốt mà 60 cái dạng nào quên su qua nhà ca chưa có su anh ơi. Bên lô bây giờ tiền vạn rồi ơi. Tiếp tục, túi tiếp theo nè mày. Túi tiếp theo. Túi tiếp theo nè mày. Túi tiếp theo nè mày. Ok này, bên lô xong rồi. Rồi. Đấy, thằng siêu ông truyền thống là thêm được tầm khoảng 3 ngày nộp thiệp nữa. 20 túi tiếp theo anh Tùng ơi. Quay nhà ca giật lại anh ơi. 2k cho Bảo Anh. Cái thằng này
hết anh ơi. Đấy. 2k cho Bảo Anh anh em ơi. Chúc anh em ra phi phong. 2k1 cho Hoàng Cường. Hai cái mốt lần một. Má bánh ba cướp nó săn em rồi kìa. Hai cái hai Bảo Anh. Hai cái ba Hồng Cường. Túi xanh này dừng lấy dùng khả Lâm Ăn Nam nha Nam ơi. Mua dùng khả Lâm Ăn Nam 150 xu. Đinh đang mua máy túi lên đang ơi. Không vẫn thừa cho xin túi đỏ được không? Ok, đây không mất hai túi đỏ này, xuống đây luôn này. Rồi, 2k3 lần 2 cho Hồng Cường. Ờ, thiếu ai nhỉ? Cái party vừa đài đâu rồi? Ai Long Mập đâu rồi? 2k2 cho Hồng Cường em ơi. 2k3 chứ lộn, lần 2. Rồi, không ai lên chốt 2k3 nè. Cường 2 lần gì lấy giao dịch nè Cường ơi, 40 túi Cường ơi. 2k3. Cường là 4.500 kèm 2k dạng Cường ơi. Ok. Tiếp tục anh em ơi. Rồi, hai cái báo chốt rồi, từ từ gì lấy sâu cũng được. Tiếp tục em ơi. Ở bên tương dương nha, chuyển người đấy. Còn 30 túi cuối cùng rồi em ơi. Xong tuần này là còn 10 túi thôi nha Nam. Xong tuần này còn 10 túi thôi ấy nha. Đấu luôn 30 đi. Rồi, anh Tùng đấy nha, 3 tuần nốt anh Tùng ơi. 3 tuần rồi, bây giờ đấu luôn 30 đi cho nhanh. Anh Tùng 3 tuần, à, là giá là còn 50, giá là còn 50. Hồng Cường 2 đúng không Hồng Cường ơi? Hồng Cường 25. Rồi ok là còn 50 túi này, tiếp tục anh ơi. 20 túi. Anh 4 nhá. Anh 4 hả? Lại đi của anh 4 tuần nhá. Là anh Tùng 2k với lại một lần 2k2 hả? 1 2 3 4 không. 5 6 7. Em nhìn trên đấy. 104. Hồi nãy trên này nói đấu đúng anh ơi, anh Tùng có 3 tuần anh Tùng ơi. Chốt 3 tuần 3 ga đầu tiên, rồi, okay. 2k đầu tiên. Anh giao dịch cả. Rồi giao dịch này. Còn 50 gì? Đúng rồi còn 50. Lên anh em ơi. Còn 450. Còn 450. Cường 4.500 2k dạng. Lên lên Tùng ơi, lên đây nè. Tùng là 4.500 2k dạng nè. Quên Hồng Cường chứ, giờ Hồng Cường ơi. Rồi, chúc anh em ra phi phong. Hồng Cường nè, còn 50 túi nữa mày đấu lên Tùng 2k nè em ơi. Tùng 2k nè. Túi lính ngựa này. À, Cường ơi, lại nha, Khải chặt chỗ rồi. Hôm qua cho em Phượng Tường Nam được không? Hôm qua cho em Phượng Tường Nam với anh Tùng ơi. Rồi, 2k, 2 cho Bảo Anh. Lại Cường ơi, sorry. 4.500 2k dạng sao đây. Đại này. Cường 240 túi này. 2k2 cho Bảo Anh anh em ơi. Rồi ok 2k dạng này chuẩn. Ok chính xác. Mình vẫn thua nó 1.700 thiệp nhá. Rồi. Lần 2 cho Bảo Anh. 10 giây nữa chốt anh em ơi. 2k2 2k2 không ai lên chốt này. Xong chưa? Tôi vào rồi. Rồi, chúc anh 2k2. Thằng 2 giúp anh ơi. Giúp giùm Khải 2k2 này. 2k2 này. Rồi. Thầy Long quay lại Dương, thầy Long ơi. Thầy Long quay lại Dương kìa. Cái dạng bảo anh ơi. Rồi, chuẩn này. Rồi, còn 30 túi cuối cùng. Đấu lần này 30 túi luôn nha anh em. Đấu lần này 30 túi luôn nha anh em ơi. Cho anh em lên nha. Rồi, 30 túi nè. 30 túi là hết nha anh em. 30 túi cuối cùng nha. Rồi lên em ơi. 3 kim cho anh Tùng. 3 kim lần 1. 30 túi cuối cùng. Chính xác ạ. Ai mua túi xanh anh em ơi. Còn như Hương canh giờ vô nha như Hương. Anh một túi xanh nữa Khải ơi. Ok. Còn 2 phút ạ. Giờ anh ơi. Cả vài cái túi đỏ. Khải năng không chưa để vào là Khải năng. 3k lần 2 em ơi. 30 túi em ơi. 30 túi em ơi. 3k lần 2. Ba k hai cho Bảo Anh, 3k2 cho Bảo Anh, 30 túi cuối cùng. Bảo Anh quà hả? 3k2 lòng 1. Nó quá, quà mà. 3k3. Bớt có 3 rồi. 3k3 lòng 1. Đồ ganh lắm. 3k3 lòng 1. Túi xanh này mua gì vậy nha em ơi? Hôm nay ban thu còn khá ok em ơi, còn vòng sáng chưa đón em, vòng sáng nữa em. 3k5, 30 túi cuối cùng. Nãy anh Tùng nhận em quá trời túi sao rồi, anh Tùng đang phải lầm được 30 túi này nữa được. Vẫn được nha Bon Bình ơi, 3-4 triệu tầm này chơi vẫn ok nha anh em. Tầm chung chung ạt khoảng 122-123 là cả đồ nữa, tầm đó cho được nha. Đúng rồi, nghiện túi em ơi. Rồi, 3k5 lần 2. Đặc biết phát mấy chục triệu không đủ tiền mua anh ơi. 2.500.000 hả? 2.500.000 ra giao dịch liền. Anh em mua có 3-4 triệu thôi quý phát ơi. Rồi, 3 anh em chốt anh Tùng anh em ơi. Rồi, anh Tùng tổng thở là
4 tuần. Tổng thể bao nhiêu? 4 tuần là ăn 3 canh 5 nữa là ăn là 9,5 hết này, 9,5 hết. Rồi, xong. Anh Tùng 9,5 hết này. 9,5 thì với, trả lại bao nhiêu tiền bạc? 4.500 tiền bạc, 4.500 tiền bạc là đúng. 4.500 tiền bạc. Đúng nào, rồi. Đó gì? 90 túi. 3 9,5. Đúng rồi. 6 và lại 3 canh 5 cuối. Nè, cái này là 6 nè anh ơi, đó. Rồi. Này là 3 canh 5 cuối nè. Đó, là 9,5 cộng các bạn. Đó. 4.500 vàng là đủ. Rồi ok anh em ơi. Lì riết đúng không anh? Anh ok chuẩn anh ơi. Rồi đủ 190 thu lại được 9.500 bạn chuẩn luôn anh ơi. Đó em đợi dành sẵn luôn. Rồi em tiếp tục anh em ơi. Hiện tại chúng ta sẽ đến cái món đồ tiếp theo là cái gì đây? Rồi X3 anh em ơi. X3 bằng 500 xu lên 100 xu hiệp cốt như tuần anh em ơi. Trải nghiệm anh em ơi. Ai khui trải nghiệm em ơi, má từng nào cũng mở toàn nhu tình quần què đâu không à. Vậy 500 xu lên em ơi, lên 500 xu lên em, mỗi giờ có khán giả xem anh em, lên đi em 500, em 500 trước em ơi, 600 nè em ơi, 600 lên đi Hiếu, 600. Ai mua túi xanh nữa không em ơi, túi xanh là băng nam anh em ơi, 700 đó, vô thường vô cuộc, vô thường là vô cuộc ai. 700, 800 đó. Có người đấu cho nó vui nè. 800 anh em. 800 lần 1. 800 lần 1 lên đó em. Ai mua túi xanh không em ơi? Hiện tại túi xanh còn hơn 20 túi nè mọi người. Tám trăm lần 2 lên em ơi. 3 hộp. Chín trăm cho Quang Cương, 900 lần 1 đó, chén tiếng mình chốt rồi mà điểm số là nhảy lên 900 và 900 xu, 900 xu, 900 xu túi xanh ai mua về luôn em ơi, 900 xu, 900 xu lần 2 ngáo vui lì đòn mà đúng không, đúng anh em, chính xác. 900 xu lần 2 rồi, 10 giây này chốt em ơi, 10 giây này chốt em ơi. Rồi chốt Hồng Cường 900 xu, Lâm Văn Nam Hồng Cường ơi, Nam Lâm Văn Nam 900 xu, 900 xu. Rồi bây giờ là còn một người, quên một con vũ khí chống phái được, dưới cây bên 16 được khải mở bên 16 với này luôn, thử được gì vậy nè, hãy dọn rương rồi. Rồi hiện tại hộp xanh không ai mua khải cấp nữa này, để thấy Hồng Cường nha, Hồng Cường ơi dọn lần nữa có kim dọn này. Rồi Hồng Cường dọn này 900 xu. Ok, chúc may mắn. À, bây giờ thì chúng ta sẽ đấu vật phẩm 16 nha. Trước khi đó thì Khải sẽ mở cây chống phái, ba cây chống phái của bang nha mọi người. Sẽ mở ba cây chống phái của bang, một cây của Thành Lâm An và hai cây của giải đấu 16. Rồi, nhìn qua. Hai cây vũ khí này. Một người chiếu dạ quanh biển này. Hai túi bí tịch mật tịch này. Rồi, như đó này. Ok. Đây là vật phẩm 16 nha anh em. Chụp hình nha. Rồi. Đấu đến đâu thì sẽ thống cờ đến đó. Khui cao vũ khí nha anh em ơi. Khui nha. Gọi ra cái gì đây? Một cây kiếm. Một cây kiếm. Quái đạn hai cây kiếm chứ. Một cây kích nào, anh liền này. Anh liền này. Giỏ đan rồi. Giỏ đan. Giỏ đan chuyên kỳ rồi. Đồ hư danh. Cái kích thiên nhẫn gì đây? À vãi liền. Rồi, vật phẩm 16 với 16 ngày 15 tháng 9. Có cái thiên nhẫn à? Có cái thiên nhẫn anh ơi. Rồi, lên sàn em ơi. Cây vũ khí giỏ đan, một kim. Một kim em ơi. Hai cây vũ khí nha em, hai cây vũ khí giỏ đan nha. Rồi, kích luôn, một kim luôn. Trời ơi, hai cây vũ khí giỏ đan rồi. Lên em ơi. Nếu mà ra trước lúc trưởng môn thì còn... Đúng rồi, trước lúc trưởng môn ngon. Trưởng môn ngon. Anh Thành ơi. Dạ. Một kim em ơi, mọi thứ một kim em ơi.
hay là một cái kích này. Chịu giờ một kích này. Tầm này chắc có đó chỉ có cho. Đang giờ này ai đấu nữa đâu mà trời đất ơi. Hai ví tịch một tịch ram đâm một. À thì nhận bây giờ xin. Rồi ok. Đao thì không đủ sức mạnh của thân pháp thì. Chắc cho quá, không ai đó đợi đó tính sâu cho sâu nè. Rồi chiếu dạ bệnh viện nè em ơi. À từ từ, giờ đến vòng sáng nè em ơi. Em đến vòng sáng cho nó kết thúc cái con chiến à. Vòng sáng anh em, vòng sáng nè em ơi. Ngự không kỹ năng cộng 1 cộng phòng thủ vật lý. Đó, ngự không nè em ạ. Năm bằng năm kim. Hôm nay hết tầng nhiệm vụ, năm kim anh em lên vui vẻ nè em ơi. Vòng sáng ngự không, kỹ năng anh em ơi, 10 kim cho anh Tùng. Vòng sáng ngự không, kỹ năng xoài đúng không? À, vòng ngự không là vòng có phòng thủ lấy anh ơi, nguyên xoái là phòng kém hơn anh ơi. Phòng này là đấu trước á, vòng VIP đấu trước á. Nguyên xoái là có phòng thủ, còn tiên phong là đúng rồi. Là không có phòng thủ. Đúng rồi, đúng rồi. Ngự không, cái dòng này là ngồi ngự không á, nguyên xoái á. Em quên nguyên xoái. Ok, nguyên xoái. Bên kia hồi trước là ngự không ghi lộn á, nguyên xoái nha nè. Rồi 10 kim chân tung lên 10 kim lòng 1 lên em ơi. Hôm nay hết tăng những môn rồi. Anh Tùng đấu giá hợp lý là được. Rồi quay lại cái chỗ có mình chiến rồi. Vòng sáng này. Vòng sáng nguyên xoáy. Vòng sáng tiên phong. Bắt cái thêm đi em ơi, tách bắt cái. Rồi 10 kim lần 2. Lòng mạp tách bao bóng. Kim lần 2. Lên em ơi. 10 kim lần 2. 10 kim. Rồi 10 kim lần 3, sau khoảng 15 giây nữa chốt anh em ơi. Hàng độc anh em ơi, 10 kim lần 3 chuẩn bị 5 giây nữa chốt anh em ơi. Tôi thấy con đi thải anh. Ok. Rồi, chốt, tiếp theo. Vòng tiên phong. Kỹ năng 1 cấp. Vòng tiên phong. Tiên phong. Tiên phong anh em ơi. Ở lộn lộn, đồng quan ghi 10k ai đấu 10k cho. Rồi, 5 kim luôn, khả lên 5 kim anh em ơi, anh em lên đi anh em ơi. 10 kim cho Hồng Cường, đó. 10 kim cho Hồng Cường. Lần 1. Anh Tùng là giao dịch vòng này. 10 kim lần 1 cho Hồng Cường anh em ơi. Vòng tiên phong. Một kỹ năng 1 cấp trong vòng 1 tuần. 15 kim cho Khánh Đanh. 2, 4, 6, 8, 10. 17 kim cho Quang Cường. Đó, dòng này là dòng hơn đăng khác. 22 kim cho Hoàng Cường. Hoàng Cường hôm nay vô mánh rồi nè mà. Quá khét. Thường mấy ăn boss 200 kim. Quá ok nè mày. Rồi. Không phải tôi cần đi đến đấu. 22 kim lòng 1 nè mày. 10 giây đến 15 giây sẽ nhảy một bước nha nam. 22 kim lần 2. Đó, chốt lần cuối nha nam. 20 giây. 20 giây chốt dòng này nha nam. 22 lần 2. Đây. 22 kim. 10 giây, 10 giây. Áo nào em? Cái áo bạn nam mới giặt áo phòng thủ à. Áo gì anh xài. Rồi, chốt Hồng Cường, Hồng Cường ơi. Thành anh xài liền chưa? Làm ăn nam luôn Hồng Cường ơi, 22 kim. Anh xài liền chưa? Xong rồi. Anh chưa xài liền. Rồi, anh Tùng đánh liên đấu được không? Anh Tùng gì cấp cho Hồng Cường nha anh ơi. 22 kim này. Rồi tiếp tục chiến dạo bệnh viện nha anh em ơi. Em kim nam đưa chừng nào anh lấy được. Lên 100 xu. Ừ. Chiếu dạ bệnh viện em ơi. Chiếu dạ bệnh viện em ơi. Để cho con Disney nó mặc bộ ăn ba. 1k lần 1, 1k lần 1. 1k 5 anh Hùng cục tay. Ai mua túi xanh nữa gì làm ăn nam nha em ơi. 150 xu một túi em ơi. 2k gia đình đăng. 2k đinh đăng. 2k đinh đăng. 2k lần 2. 2k lần 2. Rồi, không ai lên chốt đinh đăng 2k. Rồi, còn 3k vũ khí với đồ túi xanh nữa em ơi. Ai mua túi xanh nữa em ơi. Hết đồ nha em, hết vật phẩm nha em ơi. À có 2 túi mặc tình nữa, đợi một tí. 2 túi mặc tình nữa. Ấy cho anh Tùng.
hai túi mật tịch nữa nha em. À, hai túi mật tịch đó mất tiêu rồi. Đây. Ít em sẽ đấu từng cái nha em. Một kim lên 500 xu em ơi. Một túi mật tịch 5 kim nhanh Tùng. Một túi nhanh Tùng ơi, hoặc ít hai nhanh Tùng ơi. Tùng ơi, một túi thôi á. Ừ, anh mua thế cho anh em, anh mua như tuần trước anh cũng mua 5 kim tuần này. Ok anh ơi, 5 kim lần 1. Đó, Tùng ủng hộ cho bạn. Giá khá chắc anh em, không ai dám đấu luôn. Tại sao thì kim đẩy ra. Lâm ăn nam dùm Cường ơi. Rồi, đứng chờ đây. Rồi, hiện tại 3k vũ khí, ai lấy gì lấy luôn em ơi. Donate luôn, không ai mua. Để chặt rương nè. Chưa đi kiếm anh. Ok. Ông không một tay về Lâm Văn Nam Hùng ơi. Ai, Nam Kim lần 2. Không gì hết, lấy chặt rương không phải ơi. Chặt rương. Ok. Rồi, Nam Kim là lần 3. Tiếp tục thu cuốn tiếp theo. Anh em ơi, cuốn tiếp theo. Nam Kim nè. Bí tịch mượn tịch đâm đâm. Nam Kim. Hồng Cường giao dịch Khải đi Hồng Cường ơi. Qua chưa? Chưa qua mà đúng không? Giao dịch ạch quỷ bán phận Hồng Cường ơi. Đó cái ạch có dấu này, hào hữu đúng không? Ạch này là chính của Khải, khỏi mất công sợ lừa đảo. Năm kim lần 1, anh em có lương cao nè mày. Đó cái này... Khải ơi. Khải có kích tốc độ đánh nè, kích sát thương gì không? Không, chịu quá. Năm kim lần 2. Này, cái này là vật phẩm 16-16 nha nè. Vật phẩm 16-16 sẽ có một cuốn chiếu dạ vĩnh viễn, hai túi bí tịch mật tịch kèm với một cây kích, một cây vỏ đan đó, với lại hết nhiêu đó thôi, cái 16 xấu hay phèn nhiêu đó, nhưng mà cũng được vài kim em, anh Tùng ủng hộ em lên được mười mấy kim. Rồi Hồng Cường giao Hồng Cường, ê Hồng Cường giao dịch phụ nè Hồng Cường ơi. Rồi đúng hạt, đúng hạt nè. Rồi chốt anh Tùng ơi, đúng rồi, chính xác đúng hạt nha. Đó đúng hạt đây, sao gì con ngâm đi đây nè. Rồi xong hết đồ nha mọi người, hôm nay là một trận đánh từ cả công thành chiến và cỡ đến 16-16, thực sự trận quá hay. Khải sẽ làm video ngắn, Khải úp lại trên kênh, em có gì theo dõi ủng hộ chơi nè mày. Trận đánh này anh em xem chắc chắn sẽ chịu like nè mày. 2 4 6 8 10 2 4 6 8. Đủ luôn rồi, mày đếm. Rồi ok. Rồi anh Tùng đủ nè. Rồi chính xác. Rồi vật phẩm hôm nay đủ nha anh em, đủ đồ nha. Rồi những anh em có những cái bà thiếu yên thôi rồi, về donate cho bộ tinh thần chuyển gì trưởng đi Nam ơi, donate cho tinh thần với lại thị tinh này Nam ơi, ưu tiên gì trưởng dùng cá Nam ơi, ai nhanh tay nhanh chân gì lụm tinh thần thị tinh Nam ơi, đánh đau tấn nó chửi dữ quá. Hả ơi em phái rồi đó. Ok em, ok anh ơi. Rồi sói này, sói thí yên vừa cái mười đúng không em? Rồi về trưởng này đi em ơi, hết tăng trưởng môn em ơi, nhà trưởng ơi. Này ok. Sói này, bộ này, thiên ở đâu nè em ơi? Túi xanh giao dịch 5 rôm này, Phi Trần ơi. Giao dịch này. Một túi xanh hỗ trợ cho Phi một túi xanh luôn nha. Ok rồi, hỗ trợ luôn. Để mua một túi hỗ trợ một túi đó. Rồi. Phát chết chị Phát ơi, chị Phát chết chị Phát ơi. Ảc búp đâu nè em ơi, Ảc búp mùa này hỗ trợ nè em ơi. Em đi Ảc chấn bang mà hồi chết. Quý Phát giao dịch ra quần lộn. Thằng thằng sói đâu em ơi, Lâm An Nam. Đang dịch bốn bò của quý bác luôn, được hưởng nhiêu. Mèo gì hỗ trợ nè mèo ơi. Hiện tại bán hết là còn là 33 túi lận em ơi, còn 33 túi xanh. Còn 33 túi xanh. Mình nó chưa tải, kéo cho mỗi không tải, cho nắm rồi tải luôn nè. Anh Tùng ơi. Hôm nay tốc tại tầm 1 phát. Đây. Cấp cho con Hoàng Cường võ đang hay Hoàng Cường kia? Võ đang mà giờ đóng cái sắp xếp được gì thì cho con. Ai giao dịch này bây giờ? Ừ, em phải cho con Thiên Vương vào thì bây giờ anh cứ cấp mèo cho mèo võ lấy túi xanh này em ơi. Okay. Anh em gì lấy túi xanh gì anh em ạch búp anh em ơi, ạch búp anh em ơi, Thiên Nhẫn Lọn này. Nghe mi búp này, con lông bùa này nọ này anh em ơi. Từ từ đỡ nó đưa hai túi trong mèo này, mèo hai ạ này. Tầm này túi xanh thừa nè, tuần trước không có thừa nên là không có đòn nét. Tầm này thừa đến 3 mấy túi lận em ơi. Bi Long nè, nghe mi búp anh em ơi, anh em về nhận anh em ơi. Donate bộ tinh hồng đó em. Về lấy bộ tinh hồng em ơi. Lấy bộ tinh hồng nè. Donate được gì hết.
Không thể khái thử. Anh Hiếu giờ anh Huy Phát muốn lên net gì? Không nên mình nó cấp cho con nào vào tiên phong nhỉ? Đây để mình nó chuẩn bị cái nó. Đồng ý rồi đúng rồi ơi. Em tiên phong của em đang cảm cái gì á? Mì Long bây giờ là Mì Long ơi. Rồi nấm rơm anh cắt xương này. Rồi, ok anh em ơi, lần đấu giá này cũng khá thành công anh em ơi. Ban đấu giá cũng hơn gần 50 kim nè. Trận công thành này cũng hơn 50 kim là tương đối cũng thu được về cho ban gần 4 triệu nè. Vì cũng phát lương cho toàn ban mọi người. Thì không có gì hơn thì ban Phật thì cảm ơn tất cả mọi người, xin cảm ơn anh em nha. Và kính chúc anh em xem video vui vẻ anh em. Video này hãy up gắn lên kênh để anh em theo dõi cũng như là làm lại kỷ niệm của ban sau mỗi tour công thành chiến cũng như là 16 cũng như là đấu giá này nọ, hãy lưu lại nha mọi người. Anh em xem đừng quên đỡ lại một like, chia sẻ ủng hộ tinh thần nha.